Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh Em Thái Auto. Video hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là đèn hậu của xe Toyota Innova 2008 đến 2009, sản phẩm được sản xuất bởi công ty TIC tại Thái Lan. Đây, anh em cùng nhìn này, với cái chất hàng được sản xuất bởi công ty TIC rất là sắc nét, lớp mạ bên trong trắng bạc, đây, đẹp không tì vết luôn. Anh em nhìn này, sản phẩm thì được thiết kế là phía vỏ mặt ngoài của sản phẩm là mica cao cấp anh em nhé, không một vết xước luôn. Đây, phía phần sau của đèn đó chính là nhựa ABS. Đây chính là cái phần ốc của chúng ta sẽ bắt vào cái phần phía phần sau của xe. Với cái đèn này thì nó chưa bao gồm bóng anh em nhé, về chúng ta chỉ cần nhấc cái bóng cũ sang là ok. Đây người ta ghi rõ này, bóng chân gì đó, bao nhiêu vôn. Cảm ơn mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.